Xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube Lê Khôi Audio, chuyên âm thanh cổ, âm thanh bãi tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Chúc tất cả anh em một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, đặc biệt là thưởng thức âm nhạc thật là thỏa mãn anh em nhé. Và hôm nay thì tiếp tục Khôi giới thiệu với anh em một con âm ly đến từ một thương hiệu rất là quen thuộc, đó là Fisher. Tuy nhiên, cái model hôm nay Khôi giới thiệu nó sẽ mang đến cho anh em nhiều trải nghiệm mới. Nhiều cái sự mới mẻ nằm ở trong con này, đó là Fisher TX300 nha. Thì nói về cái dòng TX, có cái chữ TX ở trước thì nó sẽ không có radio, có nghĩa là không có receiver anh em nhé. Nó được thiết kế một cái dạng amplify rất là gọn gàng và rất là đơn giản. Thì anh em nào đang tìm kiếm một con amply để đánh AR2 mà cần cái chất âm nó từ đèn, tại vì đây là dòng biến thế đạo pha chất âm, dòng rất là khủng của cái hãng Fisher này anh em nhé. Đây là cái đời khủng nhất trong cái dòng TX mà nó cho chất âm ra từ đèn. Thì anh em nào đang có nhu cầu thì cùng với Khôi mình sẽ xem kỹ clip sau đây nhé. Rồi, đầu tiên là về cái hình thức của nó nè, mặt mũi của nó là đẹp như mới 99% so với một cái món đồ cổ 60 năm. Thì đây là con âm ly đẹp như một nàng thơ, như một hoa hậu luôn, không có điểm trừ nè, đẹp một cách xuất sắc, đẹp một cách tuyệt đối ha. Anh em nhìn qua xem, thì đây là con âm ly kinh điển anh em nha, quá đẹp, đẹp từ trong đến ngoài luôn anh em. Đây, cái vỏ gỗ này thì được gỗ được nhập ở nước ngoài về và được đóng tại Việt Nam. Cái vỏ này được một bác chuyên làm vỏ âm ly 20 năm tại Sài Gòn. Tuy nhiên khi bác già, bác về hưu thì bác đã chuyển nhà về ở trên Lâm Đồng rồi, nên là cái vỏ này được đóng ở từ trên Lâm Đồng gửi xuống Sài Gòn. Anh em thấy cái sự công phu mà cho một cái con âm ly mà Khôi đang bán không ha? Tại vì Khôi rất là quý và trân trọng cái dòng Fisher để mang lại cái gì đó cho anh em vừa chơi và vừa sưu tầm anh em nhé. Rồi, ok, bây giờ mình tiếp tục xem cái mục đích. Đây anh em, kinh khủng khiếp luôn rồi nè. Anh em nhìn cái đồ mới của nó này, không thể nào mới hơn. Phải dùng một cái từ như vậy nha. Thì dòng biến thế đạo pha xuất âm TX300 sử dụng điện 120 anh em. Công suất nó tới 180W anh em. Biến thế đạo pha xuất âm mà nó tới 180W nha. Và đặc biệt cái dòng này vẫn đánh hai cặp loa. Và có hai cái cầu loa 8, 16 và 4 ohm. Đây, mình gạt lên gạt xuống. Mình khi mình sử dụng loa Đức thì 4 ohm này, loa Ân với loa Mỹ là 16 ohm này. Đó. Và ở đây có tới 3 cầu chì nè. Trong đó là một cầu chì nguồn này, 4 cầu chì, 5 cầu chì, 2 cầu chì này là cầu chì loa. Anh em thấy không? Người Mỹ họ thiết kế rất là kỹ lưỡng nha. Chạy tới 8 cái sò công suất anh em này, cho hai vế ha. 1 2 3 4 5 6 7 8. Thì tí nữa Khôi sẽ tháo ra sau nha. Rồi bây giờ thì anh em cùng với Khôi mình sẽ tháo cái ruột gan ra để anh em cùng xem về cái hình thức của nó nha. Thôi vì nó quá mới rồi nhưng mà trước giờ thì Khôi buôn bán thì Khôi hay tháo, nên hôm nay Khôi cũng sẽ tháo ra để cho anh em chiêm ngưỡng ha. Anh em nào có nhu cầu thì mình sẽ xem hết clip để mình được báo giá tốt, báo giá và sau đó là nghe thử chất âm nha. Rồi. Rồi, Khôi đã tháo cái vỏ gỗ ra anh em. Tiếp tục mình cùng xem cái phần ruột gan bên trong anh em ha. Đây, cái vỏ gỗ bên này Khôi đã tháo ra rồi ha, rất đẹp. Nói chung đây là một con âm ly đẹp tuyệt trần, tuyệt đỉnh luôn. Nói chung là không biết dùng cái từ nào để diễn tả nó nữa. Thì nói vui vui á, nhiều anh em dùng cái ngôn từ là đẹp long lanh nhá, rồi đẹp như hoa hậu, hoặc là đẹp xuất sắc vân vân. Thì cũng đúng thôi, vì nó quá đẹp. Đây Khôi là tháo ra nó có nắp rồi nè. Mình sẽ quay cho anh em xem mặt trước ha. Rồi sau đó thì mình tiếp tục mình sẽ quay lật nó lên để mình xem cái phần bên dưới. Đó anh em thấy chưa? Đẹp ghê gớm chưa? Tăng phô còn láng bóng luôn nha. Cái dòng TX này á, cái sườn này là không có xi anh em ha, nhưng mà nó vẫn còn đẹp. Cái sườn này là sườn sườn nhôm này, không có xi. Nhưng mà vẫn đẹp cỡ này đó nha. Con này zin tuyệt đối luôn, zin tuyệt đối luôn đây. Cho anh em cùng xem này. Không thể nào đẹp hơn nha. Con này trên này nó có 3 con sò sắc DCA nữa nha. Thì sau này là chạy 8 con sò công suất.
Trên này có ba con sò, thì ba con này có ba chức năng. Một con này là con sò sò nguồn, hai con sò này là sò đệm, là đệm cho công suất đó nè nha. Đó, nó có một con, nó có một cái chức năng. Đây, hai cái bao công suất này nè, ví dụ vậy. Thì hai con này nó sẽ phục vụ cho cái phần công suất nha. Tuyệt vời, không thể nào đẹp hơn. Nói chung là quá đỉnh luôn nha. Ok, rồi thì Khôi đã quay cho anh em cùng xem ha. Đó, nó như thế nào đó. Thì để anh em cùng biết được cái ruột gan của con này nó như vậy nha. Nói chung là máy móc zin hoạt động tốt. À, con này Khôi cũng đã test vài lần rồi với vài cặp loa thì đã hoạt động ổn định nhá, anh em yên tâm. Thật sự cái này không cần tháo anh em nhá, tại vì sò nó zin tuyệt đối rồi. À, nên Khôi không tháo ra, nhìn ở đấy là biết zin này ha. À, ok ha. Rồi, còn nếu như anh em muốn thì Khôi tháo ở đây luôn, đây tháo luôn này nè, tiếc gì anh em nhỉ, tiếc gì một mấy con ốc nha, một con này, hai con này, ba con này, tất cả năm con này nè. À, có cái máy thì nó nhanh hơn, còn không có thì nó sẽ chậm hơn. Đó, ok chưa? Đó, 8 con sò sắt RCA chữ tròn lên em nhé. À, tất cả là chữ tròn ha. Đó. Nên cái con này dòng biến thế đạp hoa sất âm nhưng mà nó sẽ có lực anh em nhé, đánh tốt. Các cái dòng loa là AR2 các đời luôn, AR3 thì chưa đánh nhưng mà đánh AR2 rồi, xuất sắc luôn anh em nha. Rồi đặc biệt là những cái dòng 4 đường tiếng á, đánh con này rất hay, ngọt ngào luôn. Đây thôi lật lại cho anh em cùng xem này. Đây nè, cái mặt dưới ha, mặt dưới đây nè, toàn bộ là đời này là chạy toàn bộ là tủ giấy anh em nhé. À, anh em thấy không, hai tủ công suất này, tủ nguồn này đều là những cái tủ giấy ha. À, nên chất âm nó rất là hay, mộc mạc nhá. Đây là hai cục xuất âm này nè, hai cục xuất âm này ha. Ở đây nè, lúc này cô nói đây những cái con sò đây nè, sò nguồn này, sò công suất này nè, đây đây nè, anh em nhìn thấy biết này ha. Đó đây nè, hai con sò công suất này đó, còn bên này sò nguồn này đó nha. Rồi ok, thì máy móc đẹp rồi, không cần phải nói thêm ha. Đó, nói chung quay để cho anh em biết được cái cục xuất âm này, xuất âm biến thế này, trước khi mà nó những cái con bình thường á là nó ra sò luôn, nhưng mà những cái con biến thế thì nó chất nó ra đây trước nha. Mục đích của cái cục này nó sẽ làm cho chất âm chậm rãi sạch sẽ ha, tiếng trong trẻo hơn. Đó, ok rồi, xong Khôi xin phép là kết thúc cái phần giới thiệu soi nội thất ở đây. Bây giờ là cái phần báo giá. Thì đây là một con âm ly xuất sắc nha, và có đẹp nè, nên là sẽ có cái mức giá cao hơn thị trường một chút. À, nhưng mà bù lại là nó đẹp nha. Thì hàng vẫn là những cái ship eBay về. Thì anh em cũng biết rồi, tại thời điểm bây giờ là mức thuế đã lên cao 20%, tại vì bãi đã không còn để ship nữa. Với lại là dòng này thì trên bãi cũng không có, nên đảm bảo với anh em luôn, có thể chờ 3 4 5 năm cũng không bao giờ có con này, mà bắt buộc là mình phải mua từ bên Mỹ và gọi là eBay đó, ship bằng máy bay về thôi. Nên nó sẽ cao hơn nhiều so với lâu lâu ở trên bãi xuất hiện nha. Rồi cái mức giá để anh em sở hữu con Fisher khủng TX300, tất cả là 11 sò sắt, giá là 18 triệu đồng.
thì mức giá này sẽ chuyển khoản cho anh em nào là chuyển đủ bao ship á, mà còn anh em nào mà yêu cầu ship code thì sẽ cọc 30%, phần còn lại thì bưu điện sẽ thu hộ. Tuy nhiên là anh em phải tự trả phí ship cũng như là phí dịch vụ, 1 triệu là mất 12.000, anh em cứ thế mà cộng lên nha. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều và chúc tất cả anh em sẽ có một ngày thưởng thức âm nhạc thật tuyệt vời. Anh em bây giờ là cái phần test thử chất âm, anh em để anh em yên tâm mua hàng nhé. Rồi. Hỏi anh có nhớ ngày xưa hai đứa cùng chung dệt mộng.
mộng